đêm vừa lên, sáng mắt trời mưa phố xưa buồn tên, gót mòn tìm giữ hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm đêm ai mua tình yêu thoa trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường đau bóng người thương cố nhân về đâu tiếng buồn chợt đâu đây bông công lãnh. Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác cũng như là chào anh Đủ ở Hồng Ngự Đồng Tháp. Một cái combo 4 thớt hiện tại thì bên em đã kiểm tra rất là kỹ càng cũng như là test chuẩn chỉ chỉnh và ký hiệu cái chai rắc, và bây giờ thì em sẽ đi qua một chút các cái dòng sản phẩm của anh Đủ để cho các bác cùng tham khảo, và cái cách đấu nối rất là đơn giản và bên em ký hiệu rất là cụ thể rồi. Thì ở đây hiện tại thì với cái combo 4 thớt này là gồm đẩy hàng bái xịn B3 các bác nhé, A7 cộng ạ, công suất nếu mà 4 ôm đặt 1000W một kênh đó, cho các bác đánh 2 đôi 30 hoặc đánh 1 đôi 40 các bác nhé. B3 A7 cộng, một bộ mic KM600 này, một nâng tiếng PX15 Plus này, một vang A12 cộng này, với ba dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm mới các bác nhé, dòng hàng chính hãng của AV Pro các bác nhé. Đó cũng như là dòng hàng có tích hợp cổng quang Bluetooth USB đầy đủ hết với chiếc vang A12, dòng vang cơ nhưng mà chơi rất là hay. Thì ở đây thì đây là hai tay mic các bác nhé, em xin phép bỏ xuống một chút. Thì ở đây em có ký hiệu rất là chi tiết rồi, anh Đủ cũng nhìn qua giúp em nhé về cái cách đấu nối này. Thì ở đây em có ghi đây là cổng tăng to nhỏ của nhạc này, đó đây là tăng to nhỏ của mic, đây của echo, và chuyển kênh có nghĩa là mình sẽ sử dụng cái cổng USB này hoặc là cổng Bluetooth, cổng quang ở đây đó, đây mình sẽ chuyển ở đây đó, chỉ việc ấn vào đây thôi là sẽ chuyển sang các cái kênh. Đấy, bóng xanh sẽ nhảy nhé, đây là Bluetooth này. Đấy, quay ngược trở lại sẽ là AUX tiếp tục có nhạc. Và ở đây thì mặt đằng sau này thì bên em cũng có ký hiệu, đây là nhạc vào này, và đây là cổng 1, cổng 2 là cổng ra nhé. Thì xếp thứ tự như vậy thì khi mà sử dụng cổng thì ở đây em có ghi là 1 và 2 thì sẽ vào 1 và 2. Đó, rất là đơn giản nhé các bác nhé. 3 và 4 đây, 3 và 4 ở đây sẽ vào 3 và 4 ở đây. Đó, tiếp theo đó là mic sau, em có ghi mic sau đây rồi. Đó, kết nối nói chung là các bác mất chỉ còn tầm 3 đến 5 phút thôi là kết nối ok. Đấy, xếp thứ tự đúng như vậy. Cũng như là đấu nối theo số. Đấy, chứ không bao giờ bị sai cũng như là bị nhầm. Thứ nhất là tín hiệu không lên hoặc là có tiếng loẹt xoẹt hay như thế nào đó. Bên em làm rất là cụ thể như vậy các bác nhé. Đó, combo 4 thớt như vậy cho anh Đủ. Với combo này thì rất là chất lượng cho các bác nghe nhạc cũng như hát karaoke, công suất lại khỏe nữa. Đó. Ví dụ như là các bác có chuyển đi đâu thì các bác cũng sẽ nhìn theo các cái giấy mà bên em dán trên này này, các bác đấu cũng rất là nhanh các bác nhé. Bên em cũng gửi rất nhiều các cái bộ karaoke cho các bác gái cũng tự mình đấu nối rất là nhanh gọn luôn ạ. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạt lòng thương nhớ mình gọi nhau. Và đây là hai tay mic của dòng mic KM600 các bác nhé. Sẽ có chống lăn nhưng mà để ở bên trong hộp cơ. Ok chưa ạ? Đấy. Thì thông tin của anh Đủ thì em cũng có lưu ở trên đây rồi. Đó, anh Đủ ở Hồng Ngự Đồng Tháp các bác nhé. Với cái 4 thớt này hơn 10 triệu một chút thôi. Đó, các bác nào tham khảo thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0977434361 các bác nhé. Và cũng rất là cảm ơn anh Đủ đã tin tưởng cũng như là sử dụng các cái dòng sản phẩm của bên em. Vâng, em cũng xin được kết thúc video. Bây giờ thì sẽ cho anh em đóng cũng như là dán tem bảo hành và dây rắc đầy đủ để về anh chỉ việc đấu nối và sử dụng thôi. Vâng, xin được mến chào anh Đủ cũng như là toàn thể các bác ạ.